Trong một cuộc yêu thì chị em phụ nữ muốn đổi nhiều tư thế không em? Em đó thì chỉ cần 3 đến 4 tư thế thôi. Đừng có yêu mãi một tư thế truyền thống là được. Vì có những anh trai chỉ yêu đúng một tư thế truyền thống thôi. Anh ở trên, gái ở dưới, là bập bập là xong, rút gậy đi về. Như thế thì rất là nhàm chán mà không mang lại cảm xúc nhiều cho chị em phụ nữ. Anh cứ thử đi, yêu từ 3 đến 4 tư thế đi. Mỗi tư thế mình yêu từ 3 cho đến 5 phút thì sẽ thấy chị em phụ nữ có cảm giác khác ngay, sẽ thấy cái tiếng kêu của người ta cũng sẽ khác này, cách cào cấu của người ta cũng sẽ khác, rồi cái nhịp thở của người ta cũng sẽ khác. Mọi thứ nó đều được nâng tầm lên rất là nhiều và nó đều mang lại cái cảm xúc cho cả hai người rất là lớn. Thế nên là trong cuộc yêu tối kỵ nhá, đừng bao giờ nên yêu một kiểu. Và em nhắc luôn nhá, là các chị em gái trong cuộc yêu thì mình cũng đừng có im lặng, đừng có lim dim, rồi đừng có nằm im như khúc gỗ. Tự dưng các anh trai đang cứ hùng hục ở trên, ra sức hùng hục, ở dưới thì lại cái mặt cái kiểu gọi là bất động, im như khúc gỗ, thì các anh trai cũng không có cảm xúc gì. Họ cũng mong muốn là chị em sẽ có nhiều cấp độ, nhiều cảm xúc để người ta thăng hoa hơn, người ta hạnh phúc hơn trong cuộc yêu. Trong cuộc yêu lâu lâu mình muốn đổi gió một lần, muốn mang lại cái cảm xúc nhiều hơn, có một đêm mây mưa kinh điển, có một bữa tiệc tình ái, thì hãy nhớ là xài cái viên kẹo đổi gió nhà em Phương nhé. Xài viên kẹo đổi gió nhà em Phương để giúp cho các anh trai khỏe hơn, trâu hơn bình thường. Mình yêu có một hiệp thôi, nhưng mà xài kẹo đổi gió nhà em sẽ yêu được 2-3 hiệp. Và cái quan trọng là hiệp nào cũng tươi mới và nóng bỏng như hiệp đầu, giúp cho thằng em to hơn, dài hơn, đần đẫn gân guốc hơn, to hơn, dài hơn từ 2-3 cm, khiến cho chị em thăng hoa 3-4 lần trong một cuộc yêu. Thật sự là rất là tuyệt vời luôn. Ai mà cần em Phương hỗ trợ kỹ hơn thì các anh có thể liên hệ theo số hotline hoặc nhắn tin trực tiếp cho em Phương để được tư vấn bảo mật nhé. Anh được 20 phút rồi thì có gọi là yếu không? 20 phút đã là đủ thời gian để cho chị em phụ nữ lên tới nóc từ 1 đến 2 lần rồi đó anh ạ. Kêu la mất trật tự phòng the luôn. Vì vậy 20 phút không được gọi là yếu, rất là ok rồi anh ạ. Bây giờ chỉ cần là bổ sung cho em Phương thêm kỹ năng bằng tay, kỹ năng đánh đàn bằng môi và dạo chơi bằng lưỡi. Làm sao để cho chị em phụ nữ happy hơn, mình giúp cho nàng thăng hoa hơn, giúp cho nàng dễ lên tới nóc hơn. Chứ 20 phút rồi thì thật sự nó là một cái khoảng thời gian mơ ước của rất nhiều người. Rất là nhiều anh trai nhá, đang xem video này của em. Bởi vì là có những người họ chỉ được 2-3 phút thôi, quẹt qua hàng nước thôi là họ đã ra mất rồi. Quẹt qua hàng nước là họ đã không còn khỏe nữa rồi, không còn được hạnh phúc, không còn được thăng hoa nữa rồi. Tự dưng cái thằng em nó cứ xẻo xẻo mềm mềm. Thứ hai nhá, là tự dưng lại beautiful ra, hạnh phúc nó trào ra. Và cái lúc đấy thì chị em phụ nữ vẫn còn đang có cảm xúc, họ vẫn còn đang muốn yêu, vẫn còn đang muốn gọi là ưỡn cong người như con tôm, họ vẫn còn đang muốn gọi là kiểu em bé cứ giật giật co bóp, rồi họ vẫn muốn kêu, thật sự là họ muốn được mệt. Nhưng mà các anh trai chỉ được có 2-3 phút thì họ mệt làm sao được, không thể nào mà mệt được đâu các anh ạ. Nếu mà cái anh trai chỉ gọi là yêu được 2-3 phút thì chị em phụ nữ chúng em gọi là mất hứng vô cùng luôn đấy. Thèm được mệt, muốn được mệt nhưng mà không yêu thêm được, không kéo dài thời gian lên được. Anh trai nào nhá mà muốn nâng tầm cuộc yêu, muốn kéo dài thời gian hơn, muốn làm chủ cuộc yêu và muốn cho chị em phụ nữ có một đêm tình ái nó thật là xúc động, một đêm nhiều cái cảm xúc, một đêm mây mưa kinh điển, thì các anh trai phải xài cao asin và kẹo đổi gió nhà em Phương, giúp cho các anh trai khỏe hơn, lâu hơn, trâu hơn, giúp cho các anh làm cho các chị em là tự dưng hạnh phúc hơn, sung sướng hơn trong cuộc yêu, thăng hoa hơn trong cuộc yêu nhé. Hãy liên hệ ngay theo số hotline hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage để em Phương có thể hỗ trợ một cách bảo mật cho mình nhé.